저는 가을을 좋아해요. 겨울은 너무 추워요. 저는 가을을 좋아해요. 겨울은 너무 추워요. Có lẽ là bây giờ tôi cùng các bạn sẽ thực hành một đoạn hội thoại ngắn với những gì mà mình đã học. 어느 계절을 좋아해요? 저는 봄을 좋아해요. 저는 봄을 좋아해요. 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 좋아해요. 네, 저는 봄을 좋아해요. 여름을 좋아해요? 네, 저는 여름을 좋아해요. 네, 저는 여름을 좋아해요. 겨울을 좋아해요? 네, 저는 겨울을 좋아해요. 네, 저는 겨울을 좋아해요. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số từ vựng khác cũng xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Trong câu Michael nói về mùa hè, 여름은 너무 더워요. 여름은 너무 더워요. Mùa hè quá nóng. Có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn được tiếp xúc với từ 너무. 너무 có nghĩa là khi chúng ta diễn tả một cái gì đó quá lắm hoặc quá nhiều. Ví dụ tôi muốn hỏi cô Chi Sương Hiên một câu. Cô có thích mùa thu hay không? 선생님, 가을을 좋아해요? 네, 가을을 너무 좋아해요. 가을을 너무 좋아해요. Mời các bạn hãy tổng kết lại những cấu trúc câu, những từ mới mà chúng ta đã cùng học trong bài học ngày hôm nay. 어느 계절을 좋아해요? 어느 계절을 좋아해요? 저는 봄을 좋아해요. 저는 봄을 좋아해요. 봄에는 날씨가 따뜻해요. 봄에는 날씨가 따뜻해요. 네, 그래요. 마이크 씨, 어느 계절을 좋아해요? 네, 그래요. 마이클 씨, 어느 계절을 좋아해요? 저는 가을을 좋아해요. 저는 가을을 좋아해요. 여름은 너무 더워요. 여름은 너무 더워요. 저는 겨울을 좋아해요. 저는 겨울을 좋아해요. 겨울 날씨 너무 추워요. 겨울 날씨는 너무 추워요. 그렇지만 저는 눈을 좋아해요. 그렇지만 저는 눈을 좋아해요. 그래서 저는 겨울을 좋아해요. 그래서 저는 겨울을 좋아해요. Tôi hy vọng là tất cả những câu nói của các nhân vật trong phim các bạn đều có thể nghe hiểu được. Mời các bạn xem lại đoạn phim một lần nữa. 어느 계절을 좋아해요?
저는 봄을 좋아해요. 봄에는 날씨가 따뜻해요. 네, 그래요. 마이클 씨, 어느 계절을 좋아해요? 저는 가을을 좋아해요. 여름은 너무 더워요. 저는 겨울을 좋아해요. 겨울 날씨는 너무 추워요. 그렇지만 저는 눈을 좋아해요. 그래서 저는 겨울을 좋아해요. Mời các bạn xem lại đoạn phim một lần nữa. "어느 계절을 좋아해요?" "저는 봄을 좋아해요. 봄에는 날씨가 따뜻해요." "네, 그래요. 마이클 씨, 어느 계절을 좋아해요?" "저는 가을을 좋아해요. 여름은 너무 더워요." "저는 겨울을 좋아해요." "겨울 날씨는 너무 추워요." "그렇지만 저는 눈을 좋아해요. 그래서 저는 겨울을 좋아해요." 오늘 chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem khi phụ âm thiệt trở thành bạt chim của một chữ một từ. Khi chúng ta thêm phụ âm thiệt đằng sau chữ A thì chữ này sẽ được đọc là át. 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 Mời các bạn cùng làm quen với một số từ mới có sử dụng phụ âm thiệt làm bạt chim. Bịt. Bịt. Cực. Cực. Bù đi bạt. Bù đi bạt. Thưa các bạn, đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với bài học tiếng Hàn Quốc ngày hôm nay. Trong buổi học vừa rồi, chúng ta đã học cách đặt câu hỏi cũng như trả lời về các mùa trong một năm. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt. 안녕히 계세요.